cái robot kiểu mà gọi là mình xem mình ngoại anh nó mình sướng thế này, nó đã nhanh tốc độ, nhưng mà thật ra cái pha diễn pha mà dàn xếp chất lượng kỹ thuật nó chất lượng kỹ thuật nó không bằng cái trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu hôm nay coi rất là tốn kém, mình nhìn xem mà thấy bốn cái qua lại như vậy là đi cái sướng rồi, biết là phải hoàn thắng nhiều cái nữa thì nó sẽ hiệu quả. Tôi nghĩ là họ đã với nhau, đá bóng với nhau là thành một cái team mà chơi được với nhau á, thì mới cái sự thấu hiểu cũng như là học tập lẫn nhau, đúng không? Rồi, nó đến nhau, giống như mình được chơi với các bạn đồng trang lứa thì học lẫn nhau quen lắm, bởi vì mình hiểu được nhau là nghĩ gì, hiểu được nhau tại sao chơi như thế, tại sao chúng ta lại nói cái dạng ngôn ngữ như thế. Thế nghĩ là khi đó thì chúng ta sẽ có một cái văn hậu là một công dân quốc tế, một cầu thủ quốc tế kỹ thuật. Nếu mà họ có phát biểu khả năng chuyên môn của mình nữa là được rồi nhé. Đây là đã là trận đấu thứ 7 của Hiroshima là mùa này, thì họ cũng chỉ mới có 7 điểm so với 7 trận, có nghĩa là trung bình là 1 điểm một trận thôi, thì họ cũng không cách quá xa, cũng chưa được sẽ và đối với cái khu vực rất hẹn, thì cái trận đấu tới thì Hiroshima sẽ đến năm khách từ sân của BVB, thì một đội bóng cũng hạng trung thôi, cũng không quá mạnh ở giải bóng đá Hà Lan. Hiện tại đang đứng thứ 11 và có 9 điểm, thì cũng chỉ hơn đội bộ Liverpool là 2 điểm mà thôi. Nhưng mà BVB đúng không ạ? BVB cũng đã 7 trận rồi. Thì cái này là hai đội này, đội đứng 11, thứ 13 thì cũng ngang tài ngang lứa đó. Trận đấu này diễn ra lúc 23:30 ngày thứ bảy sắp tới, thì có lẽ trận thứ hai chúng ta sẽ càng hy vọng hơn về cầu thủ rồi. Em biết là trận này Harry Kane thắng không? Bởi vì em không biết là lịch sử nó như thế nào, nhưng mà tại vì trận này có Vân Hậu thì sẽ thắng thôi. Nhà báo Tiến có thể đưa ra những cái nhận định chung của mình về cái giải thưởng Hà Lan cũng như sự kỳ vọng tận dụng và tổ chức với những người con như mỗi trận mình xem á, là cái sự sự thật sự, tức là coi nó cái công cái sức trẻ là một cái gì đó, một cái làn sóng nào là sướng. Mà nếu như một lát nữa mà những trận đấu của Benoit hoặc là Ajax và Enoven cứ tiếp tục như vậy hoài thì có lẽ là chẳng được Hà Lan nó sẽ cạnh tranh đủ, tức là người hâm mộ bên cạnh được coi giải Anh, giải Tây Ban Nha chắc chắn là sẽ phải coi giải Hà Lan. Mà giải Hà Lan tôi nghĩ rằng là với cái đà này chắc chắn là sẽ chiếm một cái lượng người xem rất là lớn, bởi vì người ta rất là thích cách chơi mà nó đẹp nữa, mà người Việt Nam ta là quá đẹp, nói thì quá ai đương nhiên là ai cũng thích cả, nhưng mà cái đẹp thế là và cái thứ hai nữa là tôi nghĩ là cái cơ hội tôi cũng đồng tình với bác, cơ hội ra sân của đội bóng sẽ rất lớn, bởi vì nhìn cái cách chơi của Wolves thì thấy khách ta không có gì nổi bật hết, và đội bóng phòng thủ nhiều hơn là không dám cầu nữa, còn họ hoàn toàn nếu mà đá sân đi tuần tới mà đá Velo tôi tin rằng đội bóng có khả năng ra sân, bởi vì nó là cầu thủ một đấu trung bình thôi mà cũng trình độ cũng không bằng Wolves, mà chúng ta mà Wolves chơi tốt Wolves thì cứ gì chơi tốt mà chơi tốt hôm nay họ chơi tốt hơn, mặc dù là đá sân khách tôi nghĩ rằng là cơ hội ra sân của Văn Hậu sẽ rất lớn, và tôi cũng đồng tình với Bắc là cứ để cho Văn Hậu có thời gian thẩm thấu từ từ ra mà cứ đừng có vào chắc luôn, vào chắc luôn và cái con kiếm rồi chiếm luôn, chứ bây giờ vào mà thấy người rồi lỡ có sai sót gì đó rồi cứ là sao cắt luôn cũng có luôn. Vâng, như vậy thì chúng ta cũng đã có những cái chia sẻ của hai vị khách mời nhà báo Quang Tiến như là Hoàng Bách, và chúng ta cũng luôn đặt cái niềm tin đối với Văn Hậu của thời gian tới. Chúng ta kỳ vọng là hậu vào sân, nhưng mà trên thực tế ai cũng biết rằng là hậu chỉ mới đến 2 ngày thì có được trên băng ghế dự bị cũng đã là niềm hạnh phúc cho tất cả những người hâm mộ yêu bóng đá Việt Nam. Và ngày hôm nay thì có thể cũng có rất đông các cổ động viên bóng đá thấp một tiếng ngồi trên khán đài xem trận đấu của Hiroshima, cũng như là đăng ký được ngồi dưới là hai đội bóng nằm ở tầm trung của đá Hà Lan thôi, hiện tại ví dụ nó đăng ký 10 thằng, hy vọng những trận đấu sắp tới của Hiroshima sẽ tiếp tục giúp cho người hâm mộ có thêm những kỳ vọng về Văn Hậu và giải bóng đá vô địch Hà Lan sẽ dần dần thẩm thấu đối với người hâm mộ Việt Nam. Đến đây thì xin cảm ơn ca sĩ Hoàng Bách, nhà báo Quang Tiến đã tham gia chương trình chúng tôi. Sau phần bình luận này, chúng tôi xin mời quý các bạn tiếp tục theo dõi trận đấu giữa hai câu lạc bộ Tây Ban Nha và Tây Ban Nha.
người hâm mộ công tác bóng đá tổng lực. Bầu không khí cùng nhiệt từ quê hương của Tân Lốc Hồ Gia Cam. Bạn mong muốn theo dõi chương đầu tiên trong sự nghiệp của tuyển thủ Đoàn Văn Hậu ở châu Âu. HTV xin hân hạnh mặt đến được khán giả trọn vẹn giải vô địch quốc gia Hà Lan mùa bóng 2020 trên các kênh sóng của HTV. Ngày cuối tuần này, câu lạc bộ Heerenveen của Đoàn Văn Hậu đối đầu Utrecht. Qua trận derby Hà Lan giữa PSV Eindhoven và Ajax Amsterdam, và trước đó là màn so tài giữa MN và Feyenoord.